Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài xếp hình ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo trang 26. Các em cùng quan sát bài 1 là chúng ta quan sát các hình phẳng và hình khối dưới đây. Yêu cầu các bạn ý A kể tên các hình phẳng. Chúng ta có một số hình ảnh của các hình phẳng. Đây là hình phẳng các bạn. Tiếp theo chúng ta có hình phẳng. Đấy, đây là dạng hình phẳng. Hình phẳng đúng không? Như vậy chúng ta có tên của các hình phẳng ở đây. Theo các bạn nó là những hình phẳng nào? À, chúng ta có hình tam giác, hình vuông. Hình tam giác chúng ta nói rồi đúng không? Và hình tứ giác. Như vậy chúng ta có tên các hình phẳng ở đây sẽ là hình tam giác, hình vuông và hình tứ giác. Vậy các hình phẳng là bài tập số 1 ý A. Ta có tên các hình phẳng. Tên của các hình phẳng ở đây bao gồm hình tam giác, tiếp theo là hình vuông, tiếp theo nữa là chúng ta có hình tứ giác. Như vậy chúng ta trong cái hình vẽ này chúng ta có ba dạng hình phẳng là hình tam giác, hình vuông, hình tứ giác. Tiếp theo kể tên các hình khối. Vậy các hình khối chúng ta có hình lập phương, khối lập phương đấy, đúng không? Khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối trụ. Như vậy các hình khối ý B, chúng ta có tên các hình khối. Tên các hình khối bao gồm khối lập phương, tiếp theo là khối cầu, tiếp theo nữa chúng ta có khối hộp chữ nhật. Cuối cùng chúng ta có khối trụ. Như vậy là ta đã liệt kê được tên của các hình phẳng và tên các hình khối. Xong được bài tập số 1, những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại làm cho xong. Tiếp theo, cô và các bạn chuyển sang bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2, chọn các hình nào ở hình 1 để ghép lại thành hình tứ giác sau. Như vậy, bây giờ các em sẽ chọn các hình ở trong hình 1 này, xuất hiện trong hình 1 chúng ta ghép để chúng ta được các cái hình như này. Đầu tiên hình A được ghép bởi một tam giác và một hình tứ giác. Vậy tam giác bé này thì các em sẽ quan sát thì chúng ta có thể là ghép cái tam giác màu tím hoặc tam giác màu xanh, xanh dương. Như vậy chúng ta có thể ghép, ví dụ cô đánh giá, cô đánh số nhé. Cô đánh số này là số 1 đi, màu tím là số 1. Màu xanh dương là số 2. Đấy. Cái này là số 3. Những cái hình mà cô sử dụng thì cô sẽ đánh số. Số 4. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ ghép với cái tam giác bé như thế này thì các em có thể ghép cái tam giác màu tím hoặc các em có thể ghép tam giác màu xanh dương vào cái hình này.
Như vậy cái hình này này, hình này thì các em có thể ghép số 1 hoặc số 2 vào. Tức là chúng ta có thể ghép tam giác màu tím hoặc là tam giác màu xanh dương vào. Như vậy ở hình này các bạn có thể, cái này, các bạn có thể ghép số 1 hoặc là số 2. Đấy, các em có thể ghép màu tam giác màu tím hoặc tam giác màu xanh dương. Tiếp theo sang cái hình tứ giác này. Hình tứ giác bé này thì chúng ta sẽ ghép cái hình tứ giác màu cam này. Đây, màu cam này vào. Như vậy ở đây chúng ta sẽ ghép tứ giác màu cam vào đây. Được chưa? Sang hình B. Hình B thì chúng ta có một cái tam giác. Nếu như mà chúng ta dùng hai cái tam giác màu đỏ và màu vàng này thì nó lại lớn quá đúng không? Như vậy chúng ta sẽ ghép cái tam giác màu xanh lá này các bạn. Xanh lá. Màu xanh lá các bạn xếp vào đây. Được chưa? Và cái tam giác, xin lỗi các bạn, các em sẽ ghép tam giác màu xanh lá, cô đánh số 4 này này, các bạn sẽ ghép vào đây. Và cái hình tứ giác số 3 chúng ta sẽ ghép vào đây. Được chưa? Vậy cô nhắc lại, ở hình A các em có thể ghép tam giác màu tím hoặc là tam giác màu xanh dương, các em sẽ ghép với hình tứ giác màu cam. Ở hình B các em sẽ ghép tam giác màu xanh lá với lại tứ giác màu cam để chúng ta được hình B. Những bạn nào mà chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong. Tiếp theo, xếp hình. Cái phần xếp hình này thì các bạn tự thực hành ở lớp nhé. Xếp hình này thì các bạn tự thực hành ở lớp. Cô chuyển sang phần bài tập. Ở phần bài tập, bài số 1, mỗi mảnh giấy ABCD là của ô trống nào trong các hình dưới đây? Chúng ta có các mảnh giấy ở đây. Và phía trên là các ô trống. Các em quan sát, chúng ta thấy ô trống thứ nhất. Ô trống thứ nhất này chính là một hình vuông, nhưng mà người ta xoay nó bị nghiêng đi đây các bạn. Nhưng mà thực ra đây chính là hình vuông. Đấy, người ta xoay đi. Như vậy thì hình vuông này thì các bạn sẽ nối với cái mảnh giấy C. Như vậy hình vuông. Ô trống số 1 các em sẽ nối với lại là hình C. Đấy. Ô trống số 1 các bạn nối với hình C. Tiếp theo chúng ta còn 3 ô trống và 3 mảnh giấy A, B, D. Thì trong 3 cái mảnh giấy này thì chỉ có mảnh giấy D là một hình tứ giác có 4 cạnh thôi. Và cái ô trống thứ hai này cũng là hình tứ giác có 4 cạnh. Có đúng không? Đây là hình tứ giác 4 cạnh và đây cũng là hình tứ giác 4 cạnh. Vậy các em sẽ nối ô trống 2 với hình D bởi vì là đều là tứ giác có 4 cạnh. Tiếp theo chúng ta còn 2 mảnh giấy hình A và hình B và 2 ô trống ở vị trí số 3, số 4. Thì các em có thể đánh này, đây là số 1 này. Đây là số 2 này. Đây là số 3 này. Đây là số 4 này. Thì mảnh giấy số 1 các em nối với hình C. Mảnh giấy số 2 các em nối với hình D. Sang cái mảnh giấy số 3 này thì các bạn quan sát cái tam giác nào nó sẽ phù hợp, đúng không? Cái tam giác này này, đây, cái tam giác này có một góc vuông đây các bạn, tam giác này vuông này. Đấy. Đấy, các em nhìn này, nó giống như là cái góc của cái eke đây các bạn. Đây, nó giống như cái góc eke này. Cái này cũng vậy này. Như vậy cái tam giác cái hình ô trống thứ ba này thì các bạn sẽ nối với hình A và cái ô trống thứ tư thì các bạn sẽ nối với hình B cho cô. Đấy, các bạn sẽ nối. Cái hình cái ô trống thứ tư này này, cái hình tam giác này có ba cạnh bằng nhau thì cái hình tam giác B nó sẽ thỏa mãn. Hình tam giác có ba cạnh và ba cạnh bằng nhau đấy. Các bạn có nối vào thì các em hãy dùng bút chì nhé. Tiếp theo cô chuyển sang bài số 2. Những bạn nào mà chưa xong các em hãy dừng một chút để làm cho xong bài tập số 1. Chuyển sang bài tập số 2 như sau. Các bạn thấy chúng ta có các
5 hình và các em xem thử quy luật của chúng ta ở đây là như thế nào. Để sau khi chúng ta thấy được quy luật rồi thì chúng ta sẽ xem thử cái hình thứ 5 này có bao nhiêu khối lập phương. Vậy thì hình thứ nhất này, hình thứ nhất có một khối lập phương màu đỏ. Hình thứ hai thì chúng ta hình này có một khối lập phương thôi, hình này có một thôi. Được chưa? Hình thứ hai này thì vẫn là khối lập phương màu đỏ đấy, cộng thêm hai khối lập phương màu xanh lá. Như vậy chúng ta lấy 1 cộng thêm 2. Tức là hình sau thì bằng hình trước cộng thêm 2. Hình lập phương thứ 3, cái hình thứ 3 này thì nó là 1. Có gồm có 1 khối lập phương màu đỏ, 2 khối lập phương màu xanh lá cộng thêm 3 khối lập phương màu vàng. Như vậy nó bằng cái số hình lập phương, nó chính là số lập phương của hình 2. Hình 2 ở đây là 1 cộng 2 đúng không? Thì bây giờ cũng có 1 cộng 2 này. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy 1 cộng 2 rồi cộng thêm 3. Như vậy quy luật này, quy luật là cái hình ở phía sau thì nó sẽ bằng tổng số khối lập phương ở phía trước cộng với cái số tiếp theo, cộng với số tiếp theo sau khi của cái dãy số này. Như vậy ở đây sang hình thứ tư này, hình thứ tư có phải là 1 đỏ này cộng 2 xanh này cộng 3 vàng giống như ở đây không? Chúng ta có 1 đỏ này cộng 2 xanh lá này cộng 3 vàng, 1 cộng 2 cộng 3, và đây là cộng thêm 4 đúng không? Cộng thêm 4 cái hộp màu xanh dương nữa. Như vậy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Vậy các bạn thấy quy luật ở đây là gì? 1 rồi đến 1 cộng 2, rồi đến 1 cộng 2 cộng 3, rồi đến 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Thì ở đây sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, giống như cái này rồi. Và bây giờ cộng thêm 5 nữa. Đúng chưa? Như vậy hình lập phương thứ 5 có bao nhiêu khối lập phương? Thì các bạn sẽ lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và cộng thêm 5. Đấy là quy luật. Chúng ta cộng thêm dần lên. Và chúng ta có là 1 cộng 2 thì bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 4 thì bằng 10, 10 cộng 5 thì bằng 15. Như vậy chúng ta sẽ trả lời là hình lập phương thứ 5, hình thứ 5 này có 15 khối lập phương. Vậy các bạn sẽ trả lời ý bài tập số 2, các em sẽ trả lời là hình lập phương thứ 5 có 15, hình thứ 5 có 15 khối lập phương theo đúng quy luật. Đấy, theo đúng quy luật chúng ta có dãy số 1, 1 cộng 2, 1 cộng 3, 1 cộng 2 cộng 3, 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4, thì đến đây sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Và chúng ta cộng tổng lại thì nó bằng 15. Vậy câu số 2 các em sẽ trả lời như sau. Hình thứ 5 có 15 khối lập phương. Như vậy các bạn sẽ trả lời là hình thứ 5 có 15 khối lập phương. Đây, có bao nhiêu khối lập phương thì có 15 khối lập phương. Những bạn nào mà chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo như sau. Sang phần tiếp theo, các bạn quan sát chúng ta có có một ngôi nhà, nhà tranh vách đất đúng không? Đấy. Và người ta hỏi các bạn là cần bao nhiêu khối lập phương để xếp hình tường rào ở dưới đây. Như vậy chúng ta sẽ đếm xem thử có bao nhiêu hình lập phương. Vậy chúng ta sẽ đếm này. 1, 2, 3 này. Thì dưới này 4, 5, 6 bị khuất đi đúng không? 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bởi vì ở đây nó có một số các hình lập phương bị khuất đi. Như vậy bên này chúng ta sẽ đếm được 18 rồi. Cô đếm lại 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 bị khuất, 43, 44, 45, 46 bị khuất, 47, 48, 49, 50 bị khuất, 51, 52, 53, 54 bị khuất, 55, 56, 56 bị khuất, 57 bị khuất, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Như vậy chúng ta đếm ở đây là có tất cả là 68 khối lập phương. Có 68 khối lập phương. Các bạn có thể đếm lại với cô như sau nhé. Cô sẽ đếm hàng trên trước này. Hàng trên trước 1, 2, 3, 4. Hết rồi đúng không? Hoặc là bên này lúc nãy cô đếm được 18 rồi. Đây, đây chúng ta sẽ đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bị khuất, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Như vậy bên này là đếm được 18 rồi, được không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đếm cái cụm này trước đi. Rồi cái phần này chúng ta đếm sau. 18 rồi đúng không? 19, 20, 21, 22, 23 bị khuất, 24 bị khuất, 25, 26, 27, 28. Như vậy từ đây đến đây là chúng ta đếm được 28 rồi. Đấy, đếm đây 28 rồi. Bây giờ chúng ta đếm tiếp này. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Được không? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56 bị khuất, 57, 58, 59, 60 bị khuất, 61, 62, 63, 64 bị khuất, 65, 66, 67, 68 bị khuất. Như vậy là chúng ta sẽ có tất cả ở đây là 28 khối lập phương. À, 68 khối lập phương. Như vậy, chúng ta sẽ cần 68 khối lập phương. Đấy, chúng ta sẽ cần đến 68 khối lập phương. Tiếp theo là chúng ta sẽ trả lời là cần 68 khối lập phương để xây tường rào. Cái phần thử thách đấy. Thì có một số các khối lập phương bị khuất thì bố mẹ hãy giúp các con chúng ta nhìn ra nhé. Cần 68 khối lập phương để xếp tường rào. Trên đây là cô và các bạn chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái bài xếp hình ở trang 26-27 của sách giáo khoa toán lớp 3 bộ sách Chân trời sáng tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cho cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Mít Hạnh để xem thêm các video khác trên kênh cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.